Những giọng đọc này là giọng đọc miễn phí của công cụ ChatGPT. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mẹo, một cái tip rất hay về cái tính năng là đọc âm thanh lên của ChatGPT miễn phí. Với mẹo này, các bạn có thể tận dụng được gần như là tối đa cái tính năng read aloud của ChatGPT. Video mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng ChatGPT như một công cụ text-to-speech, chuyển văn bản sang giọng nói, hoàn toàn miễn phí. Và bạn có thể điều chỉnh tông giọng hay ngôn ngữ của giọng đọc. Vậy bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu thôi. Ok, trước khi bắt đầu thì dành cho những bạn nào lần đầu tiên xem đến cái kênh YouTube Phan Nông Sàng của mình, thì đây là một cái kênh YouTube mà mình chia sẻ rất là nhiều những cái công cụ, những cái mẹo, những cái tip rất là hay ho về AI, về ChatGPT nói chung. Thì các bạn có thể xem thêm trên cái kênh YouTube Phan Nông Sàng của mình nha. Và nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì các bạn hãy cho mình một lượt like. Và đừng quên là nếu các bạn muốn xem thêm nhiều cái video hay ho khác thì các bạn có thể bấm đăng ký và bật chuông thông báo tất cả ở đây, để khi mình ra bất kỳ một cái video nào mới thì bạn sẽ không bỏ lỡ nữa nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của video ngày hôm nay nha. Thì các bạn sẽ thấy là khi mình yêu cầu nó một cái gì đó thì ChatGPT nó sẽ trả lời. Và ở dưới đây nó sẽ có một tính năng rất là hay là có thể đọc lên cái nội dung này ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử nghe nha. Chào anh Phan Đông Giang, rất vui được gặp lại anh. Hôm nay anh có dự định gì không? Mình có thể hỗ trợ gì cho anh? Ok, thì cái phần của video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể đổi cái giọng đọc của cái tính năng này nha. Nghĩa là các bạn có thể đổi giọng nam, giọng nữ hoặc là nhiều người khác nhau để có thể đọc cái này lên cho các bạn nha. Thì cái phần này mình sẽ để dưới phần cuối video. Còn bây giờ mình sẽ đi vào cái phần chính là mình sẽ tận dụng cái con ChatGPT này làm cái công cụ chuyển văn bản sang giọng nói hoàn toàn miễn phí cho mình. Nó sẽ trông như thế nào nha. Rồi, ok, ở đây mình sẽ có một cái mẫu prompt nó trông như thế này. Thì cái mẫu prompt này mình sẽ để dưới phần mô tả của cái video để các bạn có thể dễ dàng copy và sử dụng nha. Thì việc của các bạn là chỉ cần copy và sử dụng thôi, không cần phải điều chỉnh hay là thêm thắt bất kỳ một thứ nào ở trong này nữa. Thì cái phần này mình đã xử lý rồi ha. Mình sẽ mang cái này ra một cái chat mới nha các bạn, không sử dụng chung trong cái phần đã chat rồi nha. Mình sẽ bấm chat mới này. Rồi các bạn chỉ cần dán vào thôi và bắt đầu này. Thì khi nó có như thế này, nó phản hồi có như thế này, thì bước tiếp theo của các bạn rất là đơn giản. Tới cái bước này là cái công cụ ChatGPT này nó giống như là một cái công cụ chuyển văn bản sang giọng nói hoàn toàn miễn phí rồi nha. Bây giờ các bạn chỉ cần nhập bất kỳ thứ gì thì cái con AI này, cái con ChatGPT này nó sẽ đọc lên cho các bạn nha. Ví dụ bây giờ mình sẽ muốn ChatGPT nó đọc lên cái văn bản là: trời ơi hôm nay mát quá, tôi muốn đi chơi. Rồi thì bạn sẽ thấy là ChatGPT nó sẽ trả lời đúng chính xác những cái gì mà mình viết ở đây nha. Chính xác những gì mà mình viết ở đây, nghĩa là nếu các bạn không nhập cái mẫu prompt này thì khi mà các bạn viết một cái câu này thì ChatGPT nó sẽ đề xuất là các bạn đi chơi ở đây, đi chơi như này như kia tùm lum, đúng không? Thì với cái mẫu prompt này nó đã xử lý cho mình cái phần đó nha. Đó, việc tiếp theo của bạn là các bạn có thể nghe nó read loud ở đây. Trời ơi hôm nay mát quá, tôi muốn đi chơi. Wow, rất là ok đúng không các bạn ha. Thì ok, mình sẽ nói ngoài lề một chút nha. Thì các bạn sẽ thấy là những cái giọng đọc của ChatGPT nó rất là chất lượng đúng không các bạn. Thật sự là so với những cái giọng đọc ở ngoài kia thì mình thấy giọng đọc của ChatGPT, và ở đây gốc là của OpenAI đó các bạn, thì thật sự rất là đỉnh luôn. Và bạn nghe là cực kỳ tự nhiên. Và mình không nghĩ nếu mà đưa một cái câu này đến cho một người khác nghe thì không nghĩ đây là một cái giọng đọc của AI đâu nha các bạn. Rồi ok, trước khi mình đi tiếp thì mình sẽ đi cho các bạn một cái mẹo, một cái tip, một cái lưu ý để khi mà các bạn sử dụng cái mẫu prompt này nha, cái tính năng này. Rồi bây giờ mình sẽ copy lại này và mình ra ngoài ChatGPT mình bấm lại nha. Rồi cái lưu ý của mình ở đây và cũng như là một cái mẹo, thì mình khuyên các bạn là hãy nên sử dụng cái dấu ngoặc kép nha các bạn. Tại sao mình lại yêu cầu các bạn sử dụng dấu ngoặc kép? Thì ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn một cái câu như thế này đi. Đấy, như hồi nãy các bạn sẽ thấy là khi mà mình nhập bất kỳ thứ gì vào thì con ChatGPT nó sẽ trả lời đúng chính xác cái câu này luôn ha. Nghĩa là khi bây giờ mình nhập cái câu của tại sao bạn lại làm như vậy thì cái con ChatGPT đúng nghĩa là nó phải trả lời y chang cái câu này đúng không? Tuy nhiên thì nếu mà bạn sử dụng cái câu này hoặc là những cái câu nào tương tự mà hỏi cái kiểu như thế này thì nó sẽ phản hồi như thế này. Đấy, thì bạn sẽ thấy là nó sẽ phản hồi là ủa nó tưởng là mình nó tưởng là nó làm sai ha. Đó. Thì ok, bây giờ mình sẽ cái tiếp hồi nãy mình nói là các bạn phải để nó những cái từ này nó phải trong dấu ngoặc kép ha. Rồi bây giờ mình sẽ copy cái này lại nè. Mình sẽ ra mới mình làm lại cho các bạn xem nha. Rồi, bây giờ mình sẽ dán cái từ hồi nãy vào nha. Đấy, bây giờ mình sẽ để trong cái dấu ngoặc kép như thế này. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ trả lời đúng y nguyên những cái gì chúng ta muốn ở đây. Đấy. Rồi. Đấy là cái mẹo thứ nhất.
Bây giờ tiếp theo, bây giờ mình sẽ đi tới cái chi tiết hơn là bây giờ mình muốn cái con ChatGPT này nó đọc, nó trả lời, nó nói theo nhiều cái cách, phong cách khác nhau, ví dụ như là vui, buồn, hài hước hay là rùng rợn hay như thế nào đó, thì các bạn có thể yêu cầu nó ngay trong đây luôn nha các bạn. Và đây là thật sự rất là hay. Rồi bây giờ mình sẽ viết là một cái câu là: trời ơi, hôm nay đẹp quá, tôi muốn đi chơi quá đi. Rồi bây giờ mình sẽ khuyến khích các bạn nên là để trong dấu ngoặc kép cho các bạn. Rồi, các bạn sẽ thấy là nó sẽ trả lời đúng rồi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nghe thử các bạn đây nha. Trời ơi, hôm nay đẹp quá, tôi muốn đi chơi quá đi. Rồi, bây giờ nếu các bạn muốn cái con ChatGPT này nó trả lời theo một cách gọi là hài hước hơn chẳng hạn, thì bây giờ các bạn hãy viết một cái prompt này vào nha. Thì trong trường hợp này, mình khuyến khích là các bạn nên sử dụng những cái prompt bằng tiếng Anh nha. Ví dụ mình muốn cái câu, cái con ChatGPT này muốn đọc cái câu này trong lúc nó đang cười chẳng hạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ viết một cái câu là hãy đọc trong lúc cười. Rồi. Ok, mình sẽ copy cái này lại nha. Đấy, ở đây các bạn muốn nó đọc như thế nào thì các bạn cứ enter, các bạn viết ở đây nha. Đó, thì ở đây mình sẽ sử dụng cái mẫu là tiếng Anh. Mình copy này. Rồi qua đây mình sẽ dán ha. Rồi mình sẽ copy lại cái đoạn này nha các bạn, copy lại. Thì tất nhiên là ở đây các bạn có thể viết mỗi cái câu read while laughing này cũng được nha. Ok, thì để tiết kiệm thời gian thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại những cái mà mình đã từng test với ChatGPT nha. Thì cũng y chang luôn, mình làm mọi thứ nó cũng y chang luôn. Rồi các bạn sẽ cùng nghe thử nha. Rồi bây giờ mình nghe thử cái bản gốc nha. Tao sẽ đánh mày đấy, đừng có nhờn với tao. Rồi ở đây là sau khi mình viết một cái câu như thế này là say it slowly in movie tone, có nghĩa là đọc nó một cách chậm rãi theo cái phong cách của bộ phim chẳng hạn. Rồi các bạn nghe thử nha. Tao sẽ đánh mày đấy, đừng có nhờn với tao. Đó, thì bạn sẽ thấy là nó tự động thay cái phần dấu ba chấm này, kiểu như là kéo dài cái đoạn đọc ra, và cái nội dung, cái tông giọng nó cũng khác đi các bạn ha. Rồi sau khi mà mình ghi thêm một cái câu là speak, nói chung là đọc một cái rất là vui vẻ, rất là hài hước, thì nó đã thêm một cái câu ha ha sau luôn nha các bạn, rất là hay. Mời các bạn nghe thử nha. Tao sẽ đánh mày đấy, đừng có nhờn với tao, ha ha. Các bạn thấy rất là đỉnh đúng các bạn ha. Thì các bạn yêu cầu nó như thế nào thì nó sẽ trả lời như thế này. Tuy nhiên thì một vài lúc thì nó sẽ không trả lời đúng theo ý mình nha các bạn. Các bạn cũng phải test một vài lần như vậy. Thì các bạn cứ thoải mái test, bởi vì sao? Cái nãy giờ các bạn làm là hoàn toàn miễn phí. Rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem rằng là mình yêu cầu nó đọc những cái câu này sang những thứ tiếng khác nhau theo ý mong muốn của mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra một cái mới cho các bạn nha. Rồi mình sẽ mở cái phần chat mới và mình bắt đầu này. Rồi mình sẽ ghi là: wow, trời, hôm nay tôi muốn đi ăn kem. Rồi bây giờ mình muốn con ChatGPT này nó đọc bằng tiếng Anh thì sao? Thì bình thường nó, các bạn biết tiếng Việt thì nó trả lời tiếng Việt thì quá bình thường rồi. Thì bằng tiếng Anh hoặc là bằng bất kỳ thứ tiếng nào, các bạn chỉ cần đơn giản là các bạn ghi bằng tiếng Anh thôi. Ví dụ như là hello, how are you? Mình viết như thế này ha. Thì nó cũng sẽ trả lời là hello, how are you thôi. Thì các bạn sẽ thấy là nó trả lời bằng tiếng Anh như thế này: hello, how are you? Đấy, rồi các bạn có thể sử dụng cách tương tự như thế này để các bạn có thể cho nó đọc bất kỳ thứ tiếng nào nha các bạn. Bất kỳ thứ tiếng nào. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng là Google dịch nha. Ví dụ mình sẽ ghi rằng là tên bạn là gì. Ở đây mình sẽ muốn cho nó đọc tiếng Trung chẳng hạn. Thì các bạn chỉ cần copy cái nội dung tiếng Trung này và qua đây viết lại thôi. Đó, thì các bạn sẽ thấy ở đây nó trả lời sai cho các bạn đúng không? Sai cho các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ có một cách để mà yêu cầu nó trả lời đúng lại nha. Rồi ở đây mình sẽ có một cái mẫu prompt để xử lý cái vấn đề này nha các bạn ha. Rồi, đây, thì cái mẫu prompt nó cũng rất là đơn giản thôi. Cơ bản là nhắc lại cái nhiệm vụ mà nó phải làm, và mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để cho nó hiểu rằng là nó cần phải làm gì nha các bạn. Đấy, thì cái việc đưa ví dụ vào mẫu prompt thì nó rất là quan trọng. Thì cách này các bạn có thể viết được những cái mẫu prompt như thế này thì trước đó trên cái kênh YouTube Phan Nông Sang của mình, thì mình cũng đã làm một cái video hướng dẫn cách để các bạn có thể viết prompt rồi nha. Đây, các bạn có thể xem là cái cách prompt engineering nha các bạn. Đấy, cách để các bạn có thể viết prompt cho ChatGPT hay là Gemini hiệu quả nha. Để tìm nhanh cái video đó, các bạn cứ lên YouTube và các bạn gõ rằng là Phan Nông Sang prompt engineering. Đây, các bạn chỉ cần viết cái câu là Phan Nông Sang prompt engineering thì nó sẽ hiện cái ra cái video này ngay đầu tiên cho các bạn nha. Rồi quay trở lại với cái này thì ok, mình sẽ copy lại cái phần này. Các bạn dán lại vào cái phần này nha. Thì thường là mình chỉ làm một lần thôi nha các bạn. Rồi mình sẽ xóa lại phần này. Rồi mình sẽ bắt đầu này. Đó, thì các bạn sẽ thấy là nó viết lại đúng y chang rồi đó. Rồi các bạn nghe thử nha. Rồi ok, thì như vậy là cái phần mà text to speech của ChatGPT là mình đã xử lý xong nha các bạn ha. Thì bây giờ các bạn cứ viết bất kỳ thứ gì thì cái con AI này nó sẽ xử lý cho các bạn nha.
Rồi, như vậy là xong một cái đầu tiên. Tiếp theo bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể gọi là chuyển những cái giọng đọc khác nhau nha. Rồi thì ở đây các bạn vào cái phần cài đặt cho mình nha. Thì các bạn vào cái avatar này và các bạn vào phần cài đặt ở đây. Rồi tiếp theo là các bạn hãy bấm vào cái phần là lời nói ở đây. Rồi thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó có tới 9 giọng đọc nha các bạn. Thật sự rất là tuyệt vời luôn. Và 9 giọng đọc này có bao gồm có nam và có nữ và nhiều cái phong cách đọc khác nhau. Thì ở đây nó không ghi chi tiết nhưng mà các bạn có thể bấm phát để các bạn nghe thử rằng là bạn thích cái loại giọng đọc nào nha. Rồi, thì ở đây mình sẽ Juniper này chẳng hạn. Rồi, mình sẽ phát này. Xin chào, tôi thực sự hào hứng vì chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Rồi, ok, thấy cũng khá là hay ho ha. Bây giờ mình sẽ thử với một cái giọng là Breeze đi. Breeze. Rồi, mình sẽ bấm phát thử này. Rất vui được gặp bạn. Ngày hôm nay của bạn thế nào? Tôi rất hào hứng. Ok, thì các bạn chỉ cần chọn ở đây và các bạn bấm tắt đi. Thì cái giọng đọc ở đây nó cũng sẽ chuyển khác luôn nha các bạn. Rồi, vậy đây mình sẽ bấm lại các bạn nghe thử nha. Ủa, tại sao bạn lại làm như vậy hả? Wow, thật sự là rất là tự nhiên, rất là giống con người đúng không các bạn? Ok, thì cái phần cuối cái video này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể lấy được cái âm thanh của cái đoạn của cái con chat GPT này nó đọc nha. Rồi, giả sử mình sẽ muốn lấy cái âm thanh này của cái đoạn này ha. Ủa, tại sao bạn lại làm như vậy hả? Rồi, ở đây thì nó sẽ không có cái nút download cho các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ cần phải làm một cái mẹo, một cái tip khác nha. Thì cái mẹo, cái tip ở đây là các bạn hãy sử dụng những cái công cụ giúp cho các bạn có thể ghi âm được cái nội dung trên cái máy tính của các bạn nha. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái công cụ đó là Camtasia ở đây nha. Thì các bạn sẽ thấy là có một cái ô audio đây. Thì có nghĩa là tất cả những cái gì mà mình nói và tất cả những cái âm thanh mà nó ghi trên cái máy tính của mình thì nó sẽ ghi âm lại hết nha. Có nghĩa là nó có hai cái loại cái âm thanh nha các bạn. Một cái âm thanh là của mình và một mình đang nói như thế này, và một cái âm thanh là của cái máy tính đây nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem thử nha. Rồi thì bạn thấy ở đây nó sẽ ghi âm một lần là hai cái âm thanh ở đây nha. Rồi các bạn nghe thử này, các bạn có thể hiểu nha. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là cái âm thanh nó bị vọng một lần hai giọng đúng không? Thì có nghĩa là cái phần ở trên này chính là cái giọng đọc thực tế ở ngoài cái máy tính của mình nha các bạn. Còn cái phần dưới này chính là cái giọng cái âm thanh được phát ra từ cái máy tính của mình nha các bạn, từ cái máy tính của mình. Đấy, thì ok, bây giờ mình sẽ kéo hai cái này ra để các bạn có thể hiểu rõ này. Cái này chính là cái giọng đọc ở bên ngoài, ngoài máy tính của mình nha các bạn. Đó, thì bạn sẽ thấy là nó hơi rè đúng không? Nhưng mà mình khi mình qua cái phần này. Đấy, ví dụ như cái này là chính là âm thanh của cái video này. Rồi các bạn nghe thử này. Và nói chung là mình rất thích con GPT 4O này nữa. Một điều nữa là đó, thì bạn sẽ thấy là cái âm thanh nó sẽ khác biệt hoàn toàn đúng không? Nên là tất nhiên các bạn cũng có thể sử dụng cái tính năng đó, cái cách làm đó cho cái tính năng này ha. Việc của các bạn là chỉ cần bật một cái ứng dụng này lên ha, một cái app này lên. Rồi các bạn chỉ cần bật nó đọc lên như thế này. Ủa, tại sao bạn lại làm như vậy hả? Rồi sau đó là các bạn chỉ cần lấy cái phần này của cái video của cái đoạn âm thanh đó là được ha. Bạn chỉ cần cắt đi và bạn xuất ra là file MP3 là được nha. Ok, thì cái video của mình nó cũng rất là đơn giản như vậy thôi. Và nếu các bạn thấy video này nó hữu ích thì hãy cho mình một lượt like nha. Và đừng quên là hãy bấm đăng ký và bật chuông thông báo tất cả ở đây để khi mình ra bất kỳ một cái video nào mới bạn sẽ không bỏ lỡ nữa nha.